Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Tiến Dũng và Sư Huynh cũng tên Dũng luôn. Thân ái kính chào tất cả vị. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trò chuyện đạo đức cùng với Huynh Dũng, là một cư sĩ. Công việc thường ngày của Sư Huynh là đi thu mua dưa chai lẻ để bán lại cho các đại lý sĩ. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin được thọ giáo Huynh Dũng ý nghĩa của danh từ. Tại vì rất là nhiều bà con cũng muốn biết là đã có Phật giáo rồi, nhưng mà tại sao lại có thêm Phật giáo Hòa Hảo, là Đức Thầy là một vị giáo chủ. Phật giáo Hòa Hảo là ý nghĩa như thế nào? Thì xin mời Sư Huynh giải thích dùm ý nghĩa của bốn chữ này. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Xin chào Tấn Dũng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Kim Sơn Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo xa gần kính mến, kính thưa quý vị, thì để tiếp theo chương trình trao đổi đạo đức hôm nay, đặc biệt là trao đổi qua giáo lý của Đức Thầy, thì Tấn Dũng đây có thắc mắc là tại sao là Phật giáo đã có rồi mà Đức Thầy mình thị hiện Long Phàm đó mà đặt cái tên là Phật giáo mà còn có Hòa Hảo nữa, thì Phật giáo ra sao, Hòa Hảo là như thế nào? Thì xin thưa quý vị đồng đạo, thì nói chung là cái từ Phật giáo Hòa Hảo, bốn cái chữ này thì ít nhiều gì đó đồng đạo mình cũng hiểu rõ và cũng nắm bắt được, đó là bốn chữ Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì tất cả cái vị tiền bối ngày xưa cũng là từng trao đổi qua cái bốn từ Phật giáo Hòa Hảo này rồi, cũng như là Bác Ai Thoa ngày xưa cũng vậy, cũng từng là đi là tất cả các là miền Nam nước Việt và miền Trung miền Bắc, thì cũng đem cái chánh pháp của Đức Thầy, thì cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi với cái vị tiền bối ngày xưa là Phật giáo Hòa Hảo đó. Thì hôm nay thì Tấn Dũng đây đưa ra là bốn chữ này, Phật giáo là như thế nào và Hòa Hảo thì ra sao. Thì xin thưa quý vị, với cái sự mà học hỏi nghiên cứu giáo lý Đức Thầy của Đệ Dũng đây đó thì còn rất là hạn chế, thì cũng là trao đổi theo cái sự là hiểu biết riêng cá nhân của Đệ Dũng thôi. Thì quý vị đồng đạo xa gần có nghe được cái đoạn video clip này thì mong rằng là đồng đạo mình cũng niệm tình quan hỷ và có cái gì bổ chính thì cứ bình luận và nhắc nhở cho Đệ Dũng đây để rút những cái kinh nghiệm của huynh đệ đồng đạo xa gần, để có những cái dịp mà trao đổi đạo đức tới đó thì Đệ Dũng sẽ là gắng khắc phục những cái chỗ mà kém khuyết đó, để cho cái sự trao đổi cho có phần nó mạch lạc hơn chút xíu. Đó là lời nói chân thành của Đệ Dũng. Thì xin thưa quý vị, để trở lại cái chuyên đề chính hôm nay là trao đổi đạo đức, là quan trọng là giáo lý của Đức Thầy. Thì Tấn Dũng có đưa ra là Phật giáo Hòa Hảo bốn chữ. Như vậy thì Phật giáo là như thế nào, còn Hòa Hảo là ra làm sao? Thì Đệ Dũng xin phép và mãn phép trao đổi cùng với quý vị đồng đạo. Thì bốn chữ này đó, thứ nhất là Phật giáo, thì Phật giáo này đã có từ ngàn xưa rồi quý vị, là hồi thời kỳ là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni trụ thế tại Trung Ấn Độ trên là 25 thế kỷ rồi, gần 26 thế kỷ rồi. Thì cái Phật giáo này là truyền thừa lại đến ngày nay, vì cái chỗ Phật giáo đó là cái chân lý, đó là cái gốc đạo, cái gốc của đạo Phật, là nó không có bị là phai mờ đối với chúng sanh, nó rất là tỏ rạng là khắp năm châu bốn biển. Mà Đức Thầy cho biết là non tiết sang ruộng rừng thâm thẳm đó,
đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển dân lành sùng bái. Đức thầy nhắc lại cái gương Phật tổ là đi hành đạo, đi tu để chứng quả vị là bất thối đó, là Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni đó. Như vậy thì đó là cái Phật giáo là có từ ngàn xưa rồi, do là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ ở cõi Ta Bà. Thì ngày nay là trên thế giới này đó, là năm châu đều là công nhận là Phật tổ là bậc giác ngộ hoàn toàn đó, để dạy dỗ chúng sanh. Thì bây giờ Đức Thầy mình nó là thị hiện xuống đây là đem hai cái chánh pháp, là hai cái sắc lĩnh tối ưu quan trọng. Thứ nhất đó là Phật tổ A Di Đà, còn thứ hai đó là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Thầy cho biết là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta triệt dạy. Đó là sắc lệnh thứ nhất của Phật tổ A Di Đà ở bên Tây Phương kia. Còn sắc lệnh thứ hai đó là Đức Thầy dạy ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo pháp. Đó, Đức Thế Tôn là tất nhiên là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đó. Khi mà chứng quả vậy là chúng sanh tôn Ngài lên là bậc là tối tôn đó. Là Đức Thầy cho biết là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật đâu gì, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cổ thế rộng to, một người khiếm có khó kiếm sánh đo cùng Ngài. Hay hoặc là Ngài là vua pháp tột cao, khắp trong ba cõi chẳng sao sánh tài, tiên người đồng kính đạo thầy, cha lệnh hết cả bốn loài chúng sanh. Đó là Đức Thầy nhắc lại là cái gương hạnh của Phật tổ. Vậy thì đó, hai cái sắc lĩnh tối ưu quan trọng này, Phật tổ Thích Ca và Phật tổ A Di Đà. Như vậy thì đó là Đức Thầy mình nó thể hiện xuống đây là để trở lại cái chỗ là Phật giáo, mà đạo của thầy đó là có bốn chữ là Phật giáo Hòa Hảo, đã có từ là năm 1939 rồi quý vị ơi. Tại vì chính phủ quốc gia nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã công nhận cho là bốn chữ Phật giáo Hòa Hảo này rồi, mà đến ngày nay là tất cả toàn quốc đó có thành lập ban trị sự, có tư cách pháp nhân đó là chính phủ nhà nước công nhận là hai chữ là Phật giáo rồi. Phật là thầy tổ chúng ta là Phật, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Đó là Phật, là Đức Thầy mình là Phật. Bởi vậy mới có cái chỗ là cấp cho cái tư cách pháp nhân để truyền đạo, và tất cả các xã, thị trấn, phường đều có là cấp ban trị sự, thành lập ban trị sự. Đó là một cái cơ sở, cái trụ sở để mà phổ truyền giáo lý của Đức Thầy đó quý vị. Như vậy thì là chính phủ đã nhìn nhận thầy mình là Phật. Nó chữ giáo là dạy, Phật giáo tất nhiên là thầy mình là Phật. Chữ giáo là dạy, là giáo hóa, là độ tất cả là chúng sanh. Đó, nếu ai có duyên thì nắm bắt được cái giáo lý của Đức Thầy đó, thì trao sửa thân tâm để mà nương theo cái giáo lý tình thương này đó, để mà dần dần đi đến cái chỗ là giải thoát. Bởi vậy thành ra là cái chỗ là cái Phật giáo, nó Phật là thầy mình là Phật rồi đó, còn cái chữ giáo là dạy. Bởi vậy thành ra là Đức Thầy đó vì lòng tự ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai quả đó, rồi Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long qua. Bởi vậy thành ra đó là Đức Thầy vì cái lòng tự ái chứa chan, thương là chúng sanh nhân loại đang chìm đắm là trong cái sông mê biển khổ này, mà Đức Thầy cho biết là thấy biển khổ đâu an lòng đặng, sông thiền ra cứu vớt sanh linh, miễn cho bá tánh dạng mình hết cơn bệnh tật, hết tinh đạo tà, rồi cuối nhờ nước Maha mát mẻ nó xin Phật ban cho kẻ khắc lòng, chim khôn thủ nước trong, người xô người khôn mau sớm rửa lòng bẩn nhơ. Như vậy thì đó là vì cái lòng từ bi là của một ông Phật đó, không nỡ ngồi yên ở bên Tây Phương kia mà dòm thấy cái cảnh là tai khổ của chúng sanh. Mà Đức Thầy cho biết là Bồng Lai Điện Giải có ngôi Tây Phương Cực Lạc cùng ngồi tòa sen,
Vậy vì thành ra đó là vì cái lòng tự ái đó, từ bi đó mà Đức Thầy đó là thể hiện xuống đây. Là vì ai? Là vì chúng sanh thôi. Bởi vì Đức Thầy cho biết nè, vào sát trần nước mắt chú Trang nói cái gì? Khắp lê thứ nghe lời thì ít, chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt nè, cho nên dân dạy chẳng nghe lời, kể từ nay nói chuyện chiều mơi, chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Bởi vì thành ra đó, vì thấy là chúng sanh lặn ngục trong cái sông mê biển khổ này, vì danh vì lợi đó, cấu xé lẫn nhau, không kể gì nữa là đồng bào, không kể gì là cái tình thương nhân loại đó, chúng sanh. Bởi vì đó là Đức Thầy mới thương xót, cho nên là mới thể hiện xuống đây. Là thầy mình đó là đã thọ nhận những cái lời chân truyền của hai vị Phật tổ, nó đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Bởi vì Đức Thầy mới lộ cho mình biết nè, là cái chỗ đó là tịnh bình gửi khắp chúng sanh, làm cho giác ngộ hiền lành chúng ta. Vậy thì Đức Thầy là một bậc là giác ngộ hoàn toàn rồi. Thầy xuống đây đem hai cái giáo pháp tình thương đó của Phật tổ A Di Đà và của là Thích Ca Mâu Ni để mà giáo hóa lại, dạy dỗ cho chúng sanh. Chữ giáo là dạy đó, dạy dỗ cho mình để mình bước theo cái con đường giải thoát, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dày xem hội hội năm qua. Như vậy thì đó là cái chỗ mà cái giáo hóa, cái giáo là dạy đó, tất nhiên là dạy dỗ hết. Mà Đức Thầy cho biết nè, không có chỗ là phân biệt, đâu đâu bá tánh cũng con lành. Thầy dạy cho điều khắp chúng sanh đó, hay hoặc là dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai, việc khó khăn lắm lúc vui hài, ấy cũng bởi thầy lai ông tạo. Cho nên cái từ giáo đó là dạy đó quý vị. Phật là thầy rồi mà chữ giáo là dạy. Bởi vậy đó là mình phải nương theo cái giáo lý tình thương đó, là của ông Phật, tất nhiên là của Đức Thầy đó, mà mình tu đi. Một chúng sanh nào có nhân duyên nắm bắt được là cái giáo lý tình thương của Đức Thầy đó thì mình tu đó là Phật tiên thần thánh đó đều mừng hết quý vị. Là tại sao? Tại vì mừng có một chúng sanh đặt chân vào cái chỗ là giải thoát đó. Bởi vậy là Đức Thầy mới nói đó, là thánh tiên vừa nhích miệng cười chúc mừng trần thế có người chân tu. Bởi vậy đó là mình nương theo giáo lý của Thầy, mà cái chữ tu đó mà quý vị thấy là nó không có gì là nó khó, mà cũng không có gì là dễ. Tùy theo cái chỗ mà cái duyên của chúng sanh nhận biết được là cái giáo lý của Đức Thầy nó cao thấp, nó có khác nhau. Nhưng mà cái chữ tu đây tất nhiên là tu là sửa, chứ không có gì cho quý vị. Bởi vì đó là lúc mà mình đó là chưa có biết tu hành, chưa biết đạo đó, mình nói đó là tu nó làm như là nó có cái chỗ gì và nó cao sâu, và cái sự hành đạo đồ tu hành đồ nó khó khăn, nó là phải là vào chùa cạo đầu hoặc là lên non lên núi gì đó là mới gọi là tu. Ở đây không phải, mà Đức Thầy đó nó khẳng định là tu là sửa, không có gì cho quý vị ơi, tu là trao sửa đó. Bởi vậy là ông Phật là Đức Thầy mình nó mới đem cái giáo lý của hai vị Phật tổ đem xuống đây đó, giáo hóa mình. Chữ giáo là dạy đó, dạy cho mình nè, từ những cái người hư hèn trị lạc trà đình tủ điếm nó tủ sắc tài khí, những người hung ác trở lại là những người là chân thiện mỹ đó. Có cái gì đâu mà khó đâu quý vị. Bởi vậy đó là sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sử kinh rõ ràng. Vậy thì ông Phật cũng đem xuống đây là cái giáo lý là cái phương tiện, còn tu là mình trao sửa thôi. Nó sửa những cái gì hung ác trở lại là hiền lành, nó sửa mê ra sáng đó, rồi sửa là mình nó là cảm nhiễm tủ sắc tài khí rồi đó, bây giờ mình sửa lại, bắt nó cúng lại, nó không có cho nó đi quan chơi nữa, hay hoặc là bắt nó đi làm từ thiện xã hội. Đó là mình sửa, đó mình tu, nó đâu có gì khác đâu quý vị, không có gì mà khó hết. Nhưng mà chữ khó đây là
là do mình thôi. Bây giờ Đức Thầy mới dạy mình là tu với tỉnh là biết làm chẳng khó. Nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo một. Nếu hôm nay mình nắm bắt được, mình hiểu được cái nghĩa của Đức Thầy đó, là mình thực hành theo đó, mình trao sửa đó, đó là tu đó, chứ không có gì mà khó hết cái gì. Bởi vì thành ra đó là cái từ mà Phật giáo đó, là Đức Thầy dạy mình đó, thầy học Phật đó, thầy đem cái chánh pháp của hai vị Phật tổ đó, là của Phật tổ A Di Đà, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đó, để mà giáo hóa, để dạy mình, để uốn nắn mình đó, để cho mình trở lại là một cái con người là hiền lương, là nhân ái. Hồi nào giờ đó mình đó là không biết là bố thí trước đời vậy. Hôm nay là Đức Thầy dạy mình là việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân, đó là mình tu đó. Mình việc trừ đi là cái tánh là tham lam, ích kỷ, bổn sản của mình hồi nào giờ, đó là mình tu đó. Còn là mình nóng giận thì mình sửa lại cái chỗ là mình nhẫn nhục, nhường nhịn hết tất cả mọi người. Ai chửi mắng thì ta giải quyết đó, đợi cho người hết giận ta khuyên, đó là mình tu đó quý vị. Đó, chứ không có gì hết, nó rất dễ. Nhưng mà dễ với cái người là có duyên, chứ với cái người là nhận được là cái chân lý của Đức Thầy thực hành theo, đó là dễ. Còn với cái người tu là không có duyên đó, với lại là không có cái chí phấn đấu, không có nương vào đạo mà tu, đó là khó. Mình càng ngày mình xa lìa với là cái chân lý đó của ông Phật, đó là khó. Khó là khó với những người gì. Bởi vậy là Đức Thầy mới dạy mình đó, là mê với tỉnh nhận ra là lý. Thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Đó. Vậy thì đó ông Phật ông dạy mình là tu, là để Dũng xin dẫn chút xíu nữa. Tu là gì? Tu tất nhiên là mình cúng lại, thờ ba ngôi cúng lại, đó là tu. Tu là gì nữa? Là ăn chay, niệm Phật, nó làm lành, đó là tu đó quý vị. Đâu có cái gì đó. Đó. Bởi vì Đức Thầy dạy mình đó, mình muốn là thành tiên thành Phật là mình phải có cái chỗ là công phu hành đạo mới được. Mà Đức Thầy dạy mình muốn cho nên phía sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Như vậy thì hàng ngày đó mình nương theo là tâm bảo, mình cúng lại đó, lòng mình phải chí nguyện hàng ngày vậy để sở cầu Phật Thánh. Bởi vậy thành ra đó Đức Thầy dạy mình sớm chiều bình đẳng chớ lôi, nó thường hành như vậy như lời mình sai đó. Bởi vậy thành ra đó là cái chỗ mà tu hành đó là nó không có gì khó như vậy. Mình quy y vào đạo, mình thờ ba ngôi, mình cúng lại, mình ăn chay niệm Phật, đó mình tu. Rồi cái là mình trao sửa những cái thói hư thật xấu của mình, trở lại con người tốt đẹp đó. Hồi nào giờ đó mình khóa làng khóa sớm, rồi bây giờ đó mình đi bắt cầu bồi lộ nó các nhà tình thương vân vân. Mình đừng để cho cái thân này nó phúng túng, rồi nó phạm vào những cái tất cả các cái nghiệp ác, những phẩm giới, người sắc sanh đạo tập tạp dâm, rồi vân vân tất cả. Vì hôm nay tu là trở lại cái chỗ giáo lý Đức Thầy mình nhận được, mình thực hành theo đó. Tại vậy thành ra đó là cái chỗ là cái Phật giáo là thầy dạy mình trở lại con đường chân chánh, trở lại con đường đạo Phật đó, để mình tu. Đó là Phật giáo là gì. Như vậy thì đó là tới hai cái từ thứ hai, thứ ba với thứ tư đó là hòa hảo. Hai danh từ, hai cái từ là hòa hảo. Như vậy thì đó là cái từ hòa hảo này có hồi thời kỳ là Đức Phật tại Tây An luôn quý vị. Đại Dũng chỉ nhắc lại tắt tắt thôi, tại vì cũng không có thời gian nhiều. Bởi vì ngày xưa đó Đức Phật thầy đó Tây An, khi mà lên cái chỗ mà cái thôn Hòa Hảo bây giờ đó, thì ngày xưa là chưa có cái danh từ là Hòa Hảo đâu. Thì hai cái làng này đó ngày xưa là bị dịch, bệnh dịch tả đó rất nặng. Với hai cái làng này đó thường có chỗ mà nó bất hòa với nhau, không có chỗ mà thuận thảo. Cho nên là Đức Phật thầy Thái An mới thể hiện đến để mà nói. Bây giờ muốn cho cái dịch bệnh này đó nó hết, và đồng thời đó là hai cái làng này đó phải hiệp đại với nhau, phải đoàn kết với nhau, phải thương yêu nhau đó, thì cái mới giải trừ được là cái nghiệp quả
mà của là chúng sanh của bà con hiện nay là bị dịch bệnh vận hành dịch tả đó. Như vậy thì là tôi mới có thể là cứu giúp được qua khỏi cái nạn này. Vậy thì khi được Phật thầy Tây An là giáo hóa rồi thì hai bên, hai cái trưởng làng hai bên đó mới bắt tay là cùng nhau mới hòa hảo lại, mới thương yêu lại, mới kêu gọi, mới gần gũi với nhau lại. Cho nên là Đức Phật thầy Tây An đó mới như là dùng cái nước lã với vàng đó, ngày xưa đó cũng trị bệnh mà bệnh dịch tả đó bị hết, mà nhờ Phật thầy Tây An thị hiện đến để kêu gọi hai bên hai làng phải hòa hảo với nhau. Như vậy thì đó là ngày xưa đó là Đức Phật thầy Tây An đó mới đặt cho là cái thôn hòa hảo đó, có danh xưng hòa hảo từ thời của thầy Tây An, thầy Dũng chỉ kể tắt vậy thôi. Thì hôm nay là Đức thầy mới dạy mình đó là hai cái từ hòa hảo này. Thì ngày xưa đó khi mà Đức thầy đó là thị hiện xuống để ra đời đó, mà tại sao là Đức thầy không chọn một cái địa điểm nào, một cái nơi nào khác hơn đó, hay hoặc là một cái quốc gia nào đó đông dân cư hơn để mà thầy giáo hóa?